Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình đi rẫy để chặt mấy cành muồng. Nó xa là cái vườn, cả cái rẫy cà của mình dài quá nên mình chặt bớt đi để nó không chế ánh sáng của những cây cà phê phía dưới các bạn. Bây giờ mình đang ở trên ngọn cây cái muồng cáo. Đây, mình đang nằm trên ngọn. Ngồi trên cái ngọn cây để lấy cà phê của mình phía dưới. Ở dưới gốc thì tình cờ mình phát hiện được cái tổ chim cu gáy, cũng vô tình thôi, tại vì mình thấy con chim mái bay đi thì mình mới biết được. Bây giờ mình sẽ tiến hành review xem cái tổ chim nó cấu tạo thiết kế cái vị trí của cái tổ chim nó thế nào các bạn nhé. Cũng lâu rồi mình không gặp cái tổ chim này, bây giờ mới gặp lại, mình sẽ review cho các bạn xem. Tổ chim của chúng ta nằm trên ghế các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì một đốm nhỏ thế thế kia thôi. Loài chim này nó làm tổ đơn giản lắm. Đây là cái cây mình đã khá là mệt khi phải leo lên cái cây này. Cũng khá cao, cao lắm. Ui, cái tổ chim này có con rồi các bạn ơi. Nó có hai con này, các bạn nhìn rõ không? Hai con đang mọc lông cánh rồi. Hai con này sắp trưởng thành rồi nhé các bạn. Chắc 3 ngày nữa là nó bay đi mất đấy. Đây tổ của nó này, phần rễ cây, cành khô. Tổ của loài chim này nó chỉ sơ sài thôi các bạn, không có gì che chắn phía trên đấy. Kể cả mưa nếu mà không có con mẹ ấp giáng cánh ra che chở thì mấy con chim non này sẽ bị ướt hết rồi. Cái tổ của nó chỉ đơn giản thế thôi, một cái cành cây nhỏ thôi, không có cành lá xum xuê mà nó cũng làm tổ đấy. Thật ra cái loài chim này cũng có cùng suy nghĩ với con người chúng ta các bạn ạ. Nơi nguy hiểm là nơi an toàn. Đây, cho các bạn xem lại cận cảnh đấy nhá. Mình không đem theo mic nên là khi mình đưa cái máy ra xa khỏi thân cây chỗ mình đứng ấy, thì mình nói sẽ không nghe được, tiếng sẽ không rõ nữa. Các bạn cùng xem lại cái tổ chim nha. Xin chào hai anh em nhá, chúc hai anh em mau ăn chóng lớn. Ui, nó dễ thương quá các bạn ơi. Lúc nhỏ mình cũng được gặp nhiều cái tổ chim như này rồi. Cái loại chim này đặc điểm của nó là lúc mà trong giai đoạn có trứng thì khi mình gặp, mình leo lên và xem mình có đụng vào trứng thì khi con mẹ của nó về nó biết được, nó tinh mũi lắm các bạn ạ. Nó chỉ cần ngửi nó biết rồi là nó sẽ mổ trứng ăn luôn, nó sẽ bỏ đi. Cái loại chim nó như vậy các bạn ạ. Này, xung quanh là rẫy cà phê của cái thôn mình này, cũng rất là rộng lớn. Đây là một cái hàng muồng ở bên rẫy, bên bờ rào. Phía dưới là rẫy cà con tùm tùm hết rồi các bạn ạ. Cỏ nhiều quá. Đây là cái tổ chim của con nuôi rất là đặc biệt. Nhìn này, nó ngụy trang rất khéo. Nhìn phía dưới lên chỉ thấy một cái chòm nhỏ xíu thôi.
Lúc đầu thì mới phát hiện thì các bạn để ý là cái tổ chim bồ câu mà có ánh sáng nó xuyên qua tổ ấy, thì có nghĩa là nó đang cái giai đoạn trứng hoặc là tổ mới làm xong, nó chưa có con. Còn khi các bạn mà thấy cái tổ của nó có màu nhìn ngược ánh sáng, nó có không bị xuyên ánh sáng nữa, thì các bạn sẽ biết là tổ của nó đã có con hoặc là con nó đã bỏ đi rồi. Tại vì khi nó đã bỏ đi, con bỏ đi thì nó để lại một cái lượng phân rất lớn để lại trong tổ, thì nó không thể làm ánh sáng xuyên qua được. Đấy là kinh nghiệm mà khi phát hiện cái tổ chim bồ câu nuôi nha các bạn nha. Con sắp lớn rồi đây, chắc 2-3 hôm nữa thì nó sẽ trưởng thành và bay đi. Thì cái loài chim này trước đây cũng rất là nhiều, sinh sống ở cái khu vực mình cũng rất nhiều, nhưng mà giờ nó cũng ít rồi, hiếm rồi. Tại vì bị săn bắt nhiều quá, với những cái tổ như thế này cũng bị người dân họ đi phát hiện thì họ cũng bắt về nuôi. Chim này hiện tại ở ngoài tự nhiên thì nó cũng rất ít. Đặc điểm của cái loại này nó cũng giống như bồ câu thường của mình ở nhà thôi, nó cũng sống rất trong thủy, nó chỉ có một mái một trống thôi. Nó sống theo cặp nha các bạn nha, cái loại chim này tập tính của nó sống theo cặp. Thì con của nó cũng mỗi lứa mỗi 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 đợt nó đẻ trứng thì cũng đẻ có 2 quả thôi và nở 2 con thôi. Tỷ lệ trống mái của nó mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nó chỉ có 2 con, không biết được một trống một mái hay là 2 trống 2 mái gì mình cũng không biết. Thì video này của mình đến đây là cũng kết thúc thôi, tại vì chưa giờ chưa rồi, mình cũng về nghỉ thôi. Thì cái tổ chim bồ câu này chắc là mình cũng phải để nó bay đi thôi, mình cũng không nuôi làm gì, mình cũng có thời gian nuôi đó các bạn ơi. Nếu các bạn thích thì hãy chia sẻ video này nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhá.